Chào mừng anh em nhé. Hôm nay Hiếu xin giới thiệu với anh em bài tay sau rất là đơn giản, với dây cáp và với cái thanh ngang như thế này, cực kỳ đơn giản thôi. Mọi người sẽ làm cho Hiếu là Hiếu sẽ chia làm hai tay sau, Hiếu sẽ chia làm hai bài, một bài là tập cho cái phần trên này và một bài Hiếu sẽ tập cho cái phần ở dưới dài này, phần tay sau dài này. Đó. Đầu tiên Hiếu sẽ làm với bài tay sau dài nhá. Tay sau dài là mọi người sẽ đứng làm sao mà để, ví dụ đây là vuông góc với lại cái dây cáp, mọi người sẽ đứng ra khoảng tầm lùi lại một bước chân như này, mọi người đưa cái cổ tay về phía trước, cổ tay bình thường đây là vuông góc với người. Mọi người sẽ kết hợp cái bài tập đó để mà tập luyện nhiều hơn để phát triển cái phần cơ yếu của mình nhá. Ok mọi người, như Hiếu là Hiếu sẽ yếu cái phần dưới, nên là Hiếu sẽ cố gắng tập nhiều cái bài để xa tay ra người ấy, Hiếu xuống nhiều hơn đó. Ok mọi người, chúc mọi người buổi tập thật là khỏe nhá. Ok, bye bye anh em.